Thiều Bảo Trâm khoe được trai thả thính giữa đêm hậu lùm xùm trà xanh với Sơn Tùng, thường xuyên bị soi hin hẹn hò suốt 8 năm trời. Thế nhưng đầu năm 2021, Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng lộ nghi vấn chia tay vì người thứ ba. Một số nguồn tin còn cho biết nữ ca sĩ một mình có buồn không đã dọn ra khỏi tổ ấm với bạn trai. Mặc cho dân tình bàn tán, cả Thiều Bảo Trâm lẫn Sơn Tùng vẫn quyết giữ im lặng. Ấy thế mà vào khuya 19 tháng 4, Thiều Bảo Trâm bất ngờ tiết lộ mình đang được một chàng trai thả thính, thậm chí còn khen ngợi hết lời rằng đây là chàng trai đáng yêu. Dân tình chưa kịp xôn xao thì nhanh chóng phát hiện ra đây là cháu trai của nữ ca sĩ, nghe chất giọng ngọt như miến lùi của cậu bé. Thiều Bảo Trâm không khỏi khen hết lời, còn dân mạng cứ gọi là đổ ầm ầm. Về chuyện tình cảm, cô vẫn giữ thái độ im lặng và không chia sẻ nhiều. Tuy nhiên, cách đây không lâu, chính Thiều Bảo Trâm đã chia sẻ hình ảnh đi tập gym một mình, còn ẩn ý chuyện cô đơn khiến dân tình không khỏi xôn xao. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ gốc Thanh Hóa đã có màn comeback ấn tượng cùng cỗ máy tạo hit Hiền Hồ. Hiền Hồ sở hữu giọng ca đầy nội lực với những bản ballad tình cảm, da diết. Còn Thiều Bảo Trâm lại có thế mạnh về pop dance trên RnB. Công chúng rất tò mò, liệu hai ca sĩ vốn theo đuổi hình tượng khác nhau, khi kết hợp sẽ mang đến sản phẩm có chất liệu mới mẻ, độc đáo thế nào. Ngoài ra, màn tái xuất của hai cô nàng càng được trông đợi vì nhiều lý do. Với Thiều Bảo Trâm, đây là sản phẩm comeback sau chuỗi drama trà xanh gây chấn động dư luận với Sơn Tùng, MTP và Hải Tú. Chính vì thế, công chúng hẳn không khỏi thắc mắc, liệu cô nàng sẽ có mang chút kỷ niệm gì về cuộc tình đã qua vào sản phẩm âm nhạc mới nhất. Sau khi công bố dự án mới, Thiều Bảo Trâm cũng rất chịu khó thả thính fan trên trang cá nhân. Khi thì hóa nàng thơ điệu đà, lúc lại khoe body sexy vạn người mê. Mới đây, nữ ca sĩ gốc Thanh Hóa khiến dân tình thả tim mỏi tay khi tung loạt ảnh lên đầu khoe lưng trần gợi cảm, eo con kiến không chút mỡ thừa, chân dài miên man và vòng một lớp ló. Đặc biệt, sau thời gian tích cực tập luyện, Thiều Bảo Trâm nay đã sở hữu cơ bụng số 11 khiến hội chị em ngưỡng mộ. Hậu nghi đã toang với Sơn Tùng, nhan sắc Thiều Bảo Trâm ngày càng thăng hạng đúng kiểu phụ nữ đẹp khi không thuộc về ai. Cô chỉ cần make up nhẹ cũng khiến khối người xỉu ngang. Thiều Bảo Trâm sinh ngày 9 tháng 9 năm 1994 tại Thanh Hóa. Cô hoạt động trong nhóm nhạc BT và hiện tại đang là ca sĩ solo. Cô nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp tựa Lisa, bờ Blackpink, nước da trắng, thân hình nhỏ nhắn, cân đối, đường cong nóng bỏng cùng phong cách thời trang trẻ trung, năng động, thời thượng. Tuy hoạt động nhiều năm nhưng sự nghiệp âm nhạc của Thiều Bảo Trâm vẫn khá mờ nhạt. Trái lại, cô rất nổi tiếng với danh xưng bạn gái tin đồn Sơn Tùng MTP. Thiều Bảo Trâm sinh ra trong gia đình 6 người, có 4 chị em gái vô cùng xinh đẹp, nhưng chỉ có Bảo Trang và Bảo Trâm theo con đường nghệ thuật. Nếu thông qua dáng vẻ thời thượng bề ngoài, những chuyến du lịch dài ngày, cùng cách tiêu tiền xa xỉ thì chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng cô sinh ra trong gia đình Trâm Anh Thế Việt. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nữ ca sĩ, gia đình cô không khá giả. Ba cô làm tài xế chở hàng, còn mẹ cô thì buôn bán. Sau khi học xong, Bảo Trâm ra Hà Nội để theo học trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật. Thời gian này, cô và chị gái phải chật vật xoay sở cuộc sống trong căn nhà trọ chật chội với chi phí 2,5 triệu đồng trên tháng. Song song với việc học, cô gái trẻ cùng chị của mình đã mở shop kinh doanh để cải thiện thu nhập. Sau đó thì cô vào Sài Gòn để phát triển sự nghiệp riêng của mình. Năm 2017, dấu ấn trong cuộc thi The Remix đã giúp Thiều Bảo Trâm đến gần với khán giả hơn. Sau đó cô trình làng MV Cơn Mưa Ngọt Ngào mở đầu cho hoạt động solo của mình. Tiếp theo đó, nữ ca sĩ cũng cho ra hàng loạt sản phẩm khác như Kệ Anh Thôi, Thương Anh và Triệu Lý Do. Từ năm 2014 đến nay, Thiều Bảo Trâm lộ nhiều hin hẹn hò với Sơn Tùng. Đến đầu năm 2021, cặp đôi rộ nghi vấn đã đường ai nấy đi. Trong khi Sơn Tùng vẫn tập trung vào sự nghiệp âm nhạc và công ty riêng, thì Thiều Bảo Trâm cũng tích cực ra sản phẩm mới ghi dấu ấn trong lòng khán giả.